Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vì sao ông Tập Cận Bình cử người sang nắn gần Nguyễn Phú Trọng. Chính trị Việt Nam vốn là nền chính trị phụ thuộc và không khó để khẳng định nó phụ thuộc vào quốc gia nào. Chuyện Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc là đề tài mà xã hội đã bàn tán từ rất lâu chứ không phải mới đây. Từ phụ thuộc chính trị nó dẫn đến sự phụ thuộc về kinh tế và cả vấn đề bị hạn chế về việc phát triển sức mạnh quân sự. Về kinh tế, Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc lớn nhất và xuất khẩu sang Mỹ nhiều nhất. Người ta ví Việt Nam như là phương tiện trung gian để đô la chạy từ Mỹ đến Việt Nam rồi rót sang Trung Quốc. Những năm gần đây, các chuyên gia kinh tế cảnh báo về việc Việt Nam đã để cho Trung Quốc mượn đường để xuất khẩu sang Mỹ nhằm hưởng ưu đãi thuế. Tuy nhiên, việc cảnh báo thì cứ cảnh báo, còn Việt Nam để cho Trung Quốc mượn đường thì cứ để. Việc ngăn chặn Trung Quốc là được Đảng và Chính phủ nước này là rất nhạy cảm. Tuy là chặn đường giao thông kinh tế nhưng nó là ảnh hưởng đến chính trị. Mà những gì tới đây về vấn đề chính trị với Trung Quốc thì chính quyền Hà Nội rất ngại thực hiện. Thực tế đã cho thấy điều đó. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng bắt tay ông Tập Cận Bình với mối quan hệ hết sức đặc biệt. Có quan hệ chính trị mới có hợp đồng kinh tế. Điều đó ai cũng biết, tuy nhiên những hiệp định, những hợp đồng thuần túy kinh tế thì nó không mang bí mật ra mà thường chính phủ sẽ công khai trên trang web của chính phủ hoặc thông báo rộng rãi trên báo chí nhà nước. Tuy nhiên những hiệp ước mà có dính đến chính trị mà đặc biệt là có sự đối xử bất công bằng với nhau thì nhà nước sẽ đưa vào diện tối mật không cho dân biết. Vấn đề là ở chỗ đó. Và quan sát kỹ chúng ta sẽ thấy ông Nguyễn Phú Trọng đã làm điều gì để tạo mối quan hệ tốt với Tập Cận Bình đến như vậy. Vào tháng Giêng năm 2011, ông Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí thư, thì tháng 10 năm 2011, ông sang Bắc Kinh gặp Hồ Cẩm Đào. Rồi đến tháng 4 năm 2015, ông lại sang Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình. Vào tháng 1 năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng lại sang Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình thêm một lần nữa. Đấy là những chuyến đi một chiều của Việt Nam sang Trung Quốc. Còn những chuyến đi của Chủ tịch Trung Quốc đến Việt Nam cũng không ít, đặc biệt là dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư. Hai bên viếng thăm nhau qua lại khá nhiều và ký kết cũng rất nhiều văn kiện. Đang nói là tháng Giêng năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng có chuyến sang thăm Bắc Kinh ký tới 15 văn kiện, được Đảng cho biết là có tựa đề nhưng nội dung thì lại hoàn toàn bí mật với dân chúng. Vào đầu tháng 11 năm 2017, ông Tập Cận Bình có chuyến thăm Việt Nam và giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình cũng đã ký kết thêm 12 văn kiện bí mật nữa. Như vậy cho đến giờ, ông Nguyễn Phú Trọng đã ký với Tập Cận Bình ít nhất là 27 văn kiện bí mật về vấn đề kinh tế, chính trị giữa hai nước. Đây là hình ảnh những buổi lễ ký kết như thế này sẽ dẫn Việt Nam phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc và cũng tạo nên mối quan ngại của người dân cả nước. Nhưng quan hệ giữa Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình lại trở nên khăng khít. Như đã nói, về vấn đề kinh tế thì không có gì phải giấu giếm. Người ta chỉ giấu giếm với dân những nội dung liên quan đến vấn đề chính trị hoặc những thỏa thuận kinh tế mang màu sắc chính trị mà thôi. Cho nên, trong 27 văn kiện bí mật mà Nguyễn Phú Trọng đã ký với Tập Cận Bình làm người ta nghi ngờ đó là những văn kiện bất lợi cho Việt Nam. Và thực tế, trong vấn đề tranh chấp lãnh hải những năm gần đây, thì Việt Nam nhường nhịn là chính. Thậm chí trong vấn đề các dự án về kinh tế, mà cụ thể là dự án tàu điện Cát Linh - Hà Đông, phía Trung Quốc đã rất bê bối nhưng phía Việt Nam vẫn cứ nhịn. Đó là một thực tế không thể chối cãi. Cho đến nay, ông Nguyễn Phú Trọng là người có nhiều chuyến thăm tới Bắc Kinh nhất. Ở hai nhiệm kỳ trước, ông đều sang Trung Quốc. Tuy nhiên, ở nhiệm kỳ này, liệu ông có sang thăm Trung Quốc cũng là điều mà nhiều người dân cũng đang chờ đón xem. Và cho đến giờ, ông Nguyễn Phú Trọng đã tạo được một quan hệ rất tốt với Tập Cận Bình là điều mà ai cũng cảm thấy thừa nhận. Tuy nhiên, quan hệ chính trị luôn là con dao hai lưỡi. Khi lợi ích khai thác không còn thì rất dễ chuyển qua đối đầu. Và câu hỏi đặt ra là nhiệm kỳ thứ ba, liệu ông Nguyễn Phú Trọng có còn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc được nữa hay không? Mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc đã tạo cho Nguyễn Phú Trọng một thế lực chính trị mạnh nhất hiện nay. Vì vậy, việc ông Nguyễn Phú Trọng sẽ giữ tốt mối quan hệ này hoặc thắt chặt hơn nữa là điều rất dễ hiểu. Ông đã già yếu, ông cần bản thân ông an toàn trước các thế lực trẻ đang lên trong Đảng Cộng sản Việt Nam và chỉ đợi khi ông về hưu là có thể quay lại để quật lại ông. Tuy nhiên, ở phía ngược lại, ông Tập Cận Bình cũng đang rất lo ngại rằng liệu rằng ông Nguyễn Phú Trọng có ở tách xa quỹ đạo mà Trung Quốc
để làm phải tay Mỹ hay không. Mà đã làm chính trị thì không được tin người và ông Tập Cận Bình hiểu rõ hơn ai hết quy tắc đó. Vì vậy, khi ông Nguyễn Phú Trọng đắc cử nhiệm kỳ 3, ông Tập Cận Bình là người đầu tiên gọi điện chúc mừng, chứng tỏ ông Tập rất quan tâm đến nhân sự của Đại hội Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam. Người nào lên, người nào xuống, nó rất quan trọng đối với chính sách đối ngoại mà Tập Cận Bình đưa ra, vì Việt Nam có vị trí chiến lược đối với kế hoạch gây ảnh hưởng ra thế giới của ông Tập Cận Bình. Cuộc điện thoại chúc mừng sớm của ông Tập Cận Bình nó mang rất nhiều ý nghĩa. Nó có thể hiện sự quan tâm của anh với em trong mối quan hệ dựa trên ý thức hệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng bên trong đó, ông Tập Cận Bình cũng muốn gửi đến ông Nguyễn Phú Trọng rằng ông đang xem động tĩnh và thái độ của ông Nguyễn Phú Trọng. Đây mới là điều mà phía ông Nguyễn Phú Trọng cần phải hiểu. Đây là hình ảnh ông Triệu Khắc Chí, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc sang thăm ông Nguyễn Phú Trọng. Vào ngày 19 tháng 2 năm 2021 vừa qua, ông Tập Cận Bình bất ngờ đã gửi ông Triệu Khắc Chí, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc sang thăm ông Nguyễn Phú Trọng. Như vậy thì ý đồ của Bắc Kinh đã khá rõ. Ông muốn nắn gần Nguyễn Phú Trọng rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã gần gũi thì nay càng phải gần gũi hơn. Vấn đề ở đây là một ông Bộ trưởng Bộ Công an trong tay có nắm tình báo và được phía Công an luôn cung cấp những sĩ quan tình báo cho các đại sứ quán. Việc ông Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc bất chợt qua thăm của Nguyễn Phú Trọng thì đây phải nói rằng ý đồ của Tập Cận Bình rất thâm sâu. Một thông điệp mang tính cứng rắn đang gửi đến ông Nguyễn Phú Trọng. Liệu ông Nguyễn Phú Trọng có bị ở thế kẹt hay không là câu hỏi mà dư luận đặt ra sau khi có cuộc viếng thăm của ông Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Tất nhiên, cuộc gặp nào thì báo chí cũng gọi là củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị thôi. Tuy nhiên, sự hiểu ý nhau giữa đôi bên mới là quan trọng. Trên trang web của Thông tấn xã Việt Nam thì họ nói cho biết ông Triệu Khắc Chí đang thăm Việt Nam và đồng chủ trì hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm giữa Bộ Công an hai nước. Lý do này khá hợp lý và nó được dùng để làm bình phong che chắn cho ý nghĩa khác mà thôi. Tuy nhiên, dù có mang ý nghĩa như thế nào thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng không khó xử. Nhưng trước tình huống mới thì rất có thể ông khó xử lý vấn đề này. Với 27 văn kiện đã ký và giữ mối quan hệ giữa hai nước như những gì đã ký là một sự hài lòng với ông Tập Cận Bình. Chưa cần đề cập đến vấn đề chính trị, chỉ xét về khía cạnh kinh tế thôi thì cũng thế dễ thấy. Việt Nam ngày một phụ thuộc vào Trung Quốc khi vào năm 2020 chứng kiến nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc tăng hơn so với năm 2019, mặc dù năm 2020 là năm có đại dịch. Thông tấn xã Việt Nam cũng dẫn lời ông Nguyễn Phú Trọng rằng, nói với ông Chí, Việt Nam sẵn sàng cùng với phía Trung Quốc duy trì trao đổi cấp cao, kiểm soát tốt bất đồng, triển khai hợp tác và hiệu quả trên các lĩnh vực, không ngừng thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc phát triển lành mạnh và ổn định. Đây là hình ảnh khó có khả năng bất đồng giữa ông Tập Cận Bình và ông Nguyễn Phú Trọng. Ngôn ngữ chính trị nó mang nhiều ý nghĩa sâu xa. Trong phát biểu, ông Nguyễn Phú Trọng có dùng từ kiểm soát tốt bất đồng. Tuy nhiên, ai có quyền kiểm soát thì chắc không cần phải giải thích. Trong vấn đề mâu thuẫn giữa Việt Nam với Trung Quốc xưa nay, chỉ có Việt Nam nhượng bộ chứ Trung Quốc thì chưa bao giờ làm điều đó. Kiểm soát tốt bất đồng chính là Việt Nam phải nhượng bộ. Chính điều này mà ông Nguyễn Phú Trọng đã làm cho ông Tập Cận Bình khá hài lòng. Và hành động nắn gân nhẹ của phía Trung Quốc có ý nghĩa gì? Trong chuyến thăm này, ông Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc cho biết, mục đích chuyến thăm lần này là nhằm quán triệt thực hiện nhận thức chung cấp cao, đặc biệt trong lĩnh vực thực thi pháp luật. Về mặt ngoại giao thì bao giờ những chuyến thăm như thế này, hai bên cũng dùng lời lẽ tốt đẹp cho nhau. Tuy nhiên, việc cử ông Quan Võ chuyên lo an ninh nội địa của Trung Quốc sang Việt Nam thì nó đã là thông điệp rất rõ rồi. Với sự thông minh của Nguyễn Phú Trọng thì chắc chắn rằng ông sẽ hiểu rất rõ điều đó. Ông Chí nói trong thời gian tới, hai bộ công an sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao của hai đảng, hai nước, đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm. Đây là hình ảnh ông Tập Cận Bình bắt tay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Triệu Khắc Chí giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc từ tháng 3 năm 2018, xuất thân là một giáo viên trung học và từng làm công tác đoàn thanh niên. Nhưng được biết là một trong những người có lập trường cứng rắn trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trợ thủ đắc lực của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Lần này, ông sang thăm ông Nguyễn Phú Trọng được cho là mang thông điệp của Tập Cận Bình cho Nguyễn Phú Trọng và cũng muốn nhắc nhở với ông Trọng phải biết giữ mối quan hệ tốt giữa hai đảng và hai lãnh đạo. Ông Chí từng ra lệnh cho ngành công an Trung Quốc
phải chú tâm vào các cuộc cách mạng màu hay các cuộc nổi dậy trong dân chúng và coi việc bảo vệ hệ thống chính trị của Trung Quốc là trọng tâm trong nhiệm vụ của ngành công an, theo hãng truyền thông thông tấn Reuters chia sẻ. Ông Chí nói tiếp, phải bảo vệ vững chắc lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và hệ thống xã hội chủ nghĩa của đất nước chúng ta. Và giờ, ông ấy nhận trách nhiệm nhắc Nguyễn Phú Trọng bảo vệ mối quan hệ hai đảng, một cái nan gân nhẹ và chắc chắn, ông Nguyễn Phú Trọng hiểu ý điều này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 2 năm 2021 với bản tin Vì sao ông Tập Cảnh Bình cử người sang nắn gần Nguyễn Phú Trọng? Quý vị và các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.